Quý vị và các bạn thân mến, trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ hiện có quy mô đào tạo khoảng 6.000 sinh viên. Nhiều năm qua, thì trường đã đưa môn võ vô vi nam vào dạy cho tất cả sinh viên. Qua đây nhằm tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện thể chất, đồng thời phát huy tinh thần dân tộc. Các sinh viên lớp kỹ thuật phần mềm công nghệ thông tin năm thứ nhất trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ đang học kỹ thuật các lối đánh, đá và kỹ thuật tấn môn võ vô vi nam. Trải qua một năm học môn võ vô vi nam, các sinh viên đã được học 3 lớp võ gồm võ 1, võ 2 và võ 3. Hiện nay, các em đang cố gắng luyện tập chuẩn bị tham gia thi kết thúc môn võ để vào học chuyên ngành. Em học võ vô vi nam để em rèn luyện về thể lực và biết thêm nhiều võ để bảo vệ bản thân. Vô vi nam là môn võ của người Việt Nam, mang tính thực chiến và dùng để tự vệ, giúp người học biết cách xử lý tình huống nhanh nhạy, rèn luyện sức khỏe, trau dồi đạo đức. Hiện nay, môn võ này đã được lan tỏa sang các nước Đông Nam Á và một số châu lục khác, đồng thời được đưa vào thi đấu SEA Games, Đại hội Thể thao Châu Á và giải vô vi nam thế giới. Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ đưa môn võ vô vi nam vào dạy trong giờ giáo dục thể chất. Vì thế, 100% sinh viên đều được học môn võ này. Các em được học ở năm học đầu tiên. Qua 3 lớp võ, sinh viên thi cuối khóa và tính điểm như những môn học khác. Vô vi nam ở FPT sẽ chia thành 3 kỳ võ và sẽ chia thành võ 1, võ 2 và võ 3. Đối với võ 1 thì các em sẽ học những cái lối gạt, chém, đấm, đá, chỏ cơ bản nhất. Rồi tới võ thứ 2 là các bạn sẽ được học tới bài nhập môn quyền. Mình sẽ đi vào phần bài nhập môn. Và tới võ 3 thì mình sẽ học bài thập tự quyền. Và cuối khóa là các bạn sẽ thi bài võ nhạc. Và trên tổng số tiết trên năm thì là có 84 tiết trên một năm. Ngoài ra, trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ còn tổ chức câu lạc bộ võ vô vi nam với khoảng 150 sinh viên tham gia. Mỗi tuần sinh hoạt 2 lần, các thành viên đều được trau dồi chuyên môn để phát triển kỹ thuật về môn võ, đồng thời phát hiện những em có năng khiếu được giảng viên hướng dẫn kỹ thuật nâng cao để tham gia thi đấu ở các cuộc thi cũng như biểu diễn ở các sự kiện của trường và của thành phố. Tham gia câu lạc bộ thì em được thầy cô tập cho và rèn luyện cho những cái kỹ thuật nâng cao như là lộn hoặc là kẹp cổ chẳng hạn. Và em cũng được tập rất là nhiều cái bài quyền, quay quanh cái bài quyền ở trên lớp. Thì sau khi tham gia thì em cảm thấy là thể chất và tinh thần của em được cải thiện rất là nhiều. Và em cũng mong muốn là mình có thể góp phần nào đó cho bộ môn võ của Việt Nam. Rèn luyện võ thuật không đơn thuần là để tự vệ, chiến đấu, mà còn giúp người học rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng và hoàn thiện phẩm chất đạo đức, góp phần bảo tồn và phát triển nét văn hóa của dân tộc.